Xin chào các bạn, chúc quý vị với channel của mình. Mình MC DBI. Và theo như lời hứa thì 5 view thì mình sẽ ra cái V3. Nhưng mà nó 8 view, 9 view rồi, có khi 10 view rồi á. Ui, quá là lớn anh em ạ, để trong một ngày đấy. Nên tôi quyết định ra phim ảnh V3 trong ngày hôm nay. Mảnh V3 này nó chỉ update một tí thôi. Đây thì ở đây có một cái những cái ruộng lúa và những cái cây sinh ra mới. Đây có thêm một cái ông Ba Chi Sun. À ok. Cái này dạng mà đã update nó lên. Cái chỗ này mình cũng nó sẽ rộng ra, còn cái riêng ruộng lúa này mình chưa update. Đây bản V4 sẽ update ra ruộng lúa. Và đây là một cái khu mà tụi mình chuẩn bị làm một cái chỗ bay, một cái đảo mới nhưng mà chưa làm. Ở đây là một con boss vui đấy, boss này đánh cho nó vui thôi đấy, đánh để phá đảo đi cho nó lâu rồi chứ không được gì hết. Rồi tiếp theo là hai con naga, lúc kia mình nhầm thêm một con nè. Cái này khá là nhiều chỗ luôn. Update này mình chỉ update rộng ra và mình chỉ đúng thêm đúng một hòn đảo vào. Và mình và bạn nào mà chưa coi phiên bản update của phần 2 thì giờ sẽ xem review của bạn. Ok, cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có những con cua kim cương. Đấy, thì bạn có đặt nguyên lòng cho bạn của kim cương ấy luôn đó. Đó, ở đây thì có một cái chỗ này, lúc kia mình có nhốt anh Iron Golem, lúc kia mình cái thằng mặt MC bè về á nhầm, thằng hero nấp ấy nó chẹt kêu cái chết anh Golem luôn nè. Giờ mình đặt lại đấy, ok. Ok. Và tiếp theo mình sẽ review được một lượng cái chỗ con này. Thì ở đây mình này, ở đây thì lúc khi mình có đặt lại mấy con này bởi vì là nó mình lỡ tay nhìn, mình chỉ có bất cộng vô nó. Chờ mình tí nha. Lúc kia mình lỡ tay chỉ cái dấu cộng mà vô cái tay của nó nên mình lấy cái cục đó luôn. Nên giờ mình đã sửa lỗi lại, mình update khá là nhiều thứ. Và mình tính update cái một cái room, mà trong cái room này mình sẽ chỉ bí mật rồi mình sẽ không quay nha. Và mình mới bỏ cái room vào. Và bạn nào mà muốn xem được cái room có cái gì thì các bạn kèm solo ô nãy có coi ai sẽ thắng không? Dạ các bạn hãy tự khám phá xem trong cái rừng này có cái gì. Ok. Dạ mình sẽ không để ý mà các bạn phải tải về mới có. Mới biết được. Các bạn phải tải về các bạn biết được có trong cái rừng này nó có cái gì. Ok. Mình để ý cho mấy bạn muốn lấy thì các bạn chỉ có chút cận vào cái cục này. Đấy, rồi khi các bạn chỉ vào thì nó tự lấy rồi. Và lúc hoặc là các bạn đánh nó chết, nó quậy mua như quá của nó chết thì nó sẽ về. Và cái này mình còn chưa update xong rồi. Mình nghĩ là bản này nó còn khá là nhiều những cái lỗi. Dạ đây coi một cái xong rồi. Con này nó không thích luôn rồi con mình đã gỡ cái kiếm ra rồi cho nó bớt ra. Nãy mình đang gỡ kiếm ra để cho nó bớt lát giả dạ, là nó có một cái con phù màu. Các bạn ơi thì mình không đẩy nó xuống nên mình cứ gỡ nó ngay trong hồ luôn. Ok, ok. Thì các bạn sẽ đếm thêm mấy con này để các bạn gặp trong hồ nha. Ok. Mình sẽ làm cho nó tăng cái độ khó lên là cách như vậy.
này có một cái ruộng lúa, nó cũng chỉ mới mẻ hơn chút, và mình thêm cho các bạn thêm là một hiệp sĩ formal nữa, đây forest, nãy mình cho thêm một hiệp sĩ forest và ấy lúc kia có 3, giờ có 4. Okay. À, mình còn thêm vài viên kim cương về vậy thử. Ok, chúng ta sẽ xem update của cái thô này. Nó vẫn là những cái ngôi nhà của những người dân, thì nó vẫn chỉ có một ngôi nhà thôi. Đã. À, các bạn nhìn thấy một đỉnh quá luôn. Ok, thì bây giờ thì các bạn coi cái của phiên bản V2 V1, các bạn sẽ coi được cách cài thôi. Ok. Đấy, ok. Và chúc các bạn chơi map vui vẻ. Và mai mốt mình sẽ... Úi dồi ôi, tao chưa kịp nói gì. Và mình thì mình đã quyết định update cái này rồi. Rồi, giờ mình sẽ update luôn. Rồi. Ok, bây giờ tạm biệt các bạn.